Rất vui hôm nay lại được gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn mình trên kênh Hoàng Hải Bất Động Sản. Và ngày hôm nay thì em Hải sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một căn nhà phố nằm trên mặt tiền của một con đường thông nha quý anh chị. Căn này thì mình vừa ở và vừa kinh doanh được nha quý anh chị. Và căn nhà mà ngày hôm nay em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình có vị trí tại phường Tân Phú thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phường Tân Phú này là thuộc thành phố Thủ Đức nha quý anh chị. Ngày xưa là thuộc quận 9 cũ ha, còn bây giờ là thuộc thành phố Thủ Đức. Và căn nhà này thì nó nằm trên mặt tiền của một con đường thông này quý anh chị. Đây là một con đường thông để mình có thể kinh doanh được nha quý anh chị. Và đường này thì hai ô tô tránh nhau được ha. Đường rất là rộng này anh chị. Cái hướng này này quý anh chị. Hướng này thì mình sẽ di chuyển ra đường cầu xây, ra đường cầu xây nha quý anh chị. Từ đây mình di chuyển ra đường cầu xây khoảng tầm 400 m nha quý anh chị ha. Rất là gần nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị ra đường Hoàng Hữu Nam thì nó tầm 7 đến 800 m. Và con đường trước nhà này là một con đường thông này quý anh chị. Em sẽ quay cái hướng bên đây cho quý anh chị mình xem này. Đây. Hướng này là mình ra đường Nam Cao này quý anh chị ha. Đây là một con đường thông nha. Nhà vị trí khá là đẹp quý anh chị. Đó là căn này nè quý anh chị ha. Một căn nhà nằm trên mặt tiền của một con đường thông. Và được thiết kế và xây dựng là một trệt và hai lầu này quý anh chị. Nhà được thiết kế xây dựng một trệt hai lầu và được đúc 3 tấm kiên cố như quý anh chị. Được xây dựng theo hơi hướng tân cổ điển nha quý anh chị. Màu chủ đạo vẫn là màu trắng, rất là đẹp, rất là nổi bật nha quý anh chị. Và căn nhà này thì nó có diện tích đất là 57 m², thổ cư 100%, ngang 4 m và chiều dài là hơn 14 m nha quý anh chị. Khoảng 14,5 m nha quý anh chị. Và căn nhà này điều đặc biệt là đã được hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Diện tích hoàn công của căn nhà này là 145 m². Đã được hoàn công, đã được công nhận nha quý anh chị. Một diện tích cũng khá là ok nha quý anh chị. Căn này thì mình vừa ở vừa có thể kinh doanh được nha quý anh chị. Về chi tiết hơn thì căn nhà này có gồm một sân xe máy nè quý anh chị. Một sân xe máy ở phía trước ha. Sân này mình để xe máy thôi. Ở ngoài thì sẽ có một lớp cửa sắt nè quý anh chị. Đây, lớp cửa sắt ở phía ngoài. Cửa bốn cánh, cửa sắt kiên cố nha quý anh chị. Còn ở phía trong mình là một lớp cửa nhôm kính sinh pha ha. Đây là cửa chính của căn nhà. Nhôm kính sinh pha kính cường lực. Rồi, khu vực sân trước này mình để xe máy này thì chỗ này mình để được khoảng tầm 3-4 chiếc nha quý anh chị. Ha. Căn nhà này thì nó có diện tích đất là 57 m² nha quý anh chị, thổ cư 100%. Và diện tích hoàn công là 145 m². Đây. Chỗ này là khu vực phòng khách của mình. Nhà thì có một phòng khách, một nhà ăn, một sân trước để xe máy và có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh nha quý anh chị, được đúc kiên cố 3 tấm ha, rất là đẹp nha. Xây dựng theo hơi hướng tân cổ điển nha quý anh chị. Đây là một mẫu nhà nằm trên mặt tiền của một con đường thông, vừa có thể ở và vừa có thể kinh doanh nhỏ lẻ được nha quý anh chị. Rất là đẹp ha. Vị trí của căn nhà này em xin nhắc lại là thuộc phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc quận 9 cũ ngày xưa nha quý anh chị. Rồi, chỗ mình đây là khu vực cầu thang ha. Cầu thang được làm cũng rất là đẹp này quý anh chị ha. Rồi, tiếp tới mình đây là khu vực nhà ăn của mình. Ở phía dưới thì có một phòng khách, một nhà ăn và một sân để xe máy, một nhà vệ sinh. Khu vực nhà ăn này cũng khá là rộng đấy quý anh chị. Căn nhà này thì nó có hướng đông nam nha quý anh chị. Rất là mát mẻ nhé. Sẽ phù hợp với quý anh chị mình có cung mệnh đông tứ trạch ạ. Khu vực nội thất của khu vực bếp này quý anh chị. Khu vực nội thất này thì được làm, tủ này được làm bằng gỗ sồi nha quý anh chị ha. Tủ trên, tủ dưới là đều làm bằng gỗ sồi hết này. Rất là đẹp ha. Đây, nhà vệ sinh ở phía dưới của mình. Đây là khu vực nhà vệ sinh chung cho khu vực nhà mình. Có labo, có bồn cầu, có gương soi và có vòi hoa sen nha quý anh chị ha. Tiếp tới thì em sẽ mời toàn thể quý anh chị mình cùng di chuyển lên trên lầu của căn nhà mình để tham quan khu vực phòng ngủ của căn nhà này nha. Đây là khu vực lầu 1 của mình nha quý anh chị.
Nhà vệ sinh thì sẽ được để ở ngoài ha, dùng chung cho cả hai phòng ngủ của mình. Nhà vệ sinh cũng có nội thất đầy đủ nha quý anh chị. Labo, bồn cầu, gương soi và sen vòi. Gạch được ốp lên cao luôn ha, rất là sạch. Rồi, tới đây là khu vực phòng ngủ phía trước của mình. Tất cả các cái cửa phòng ngủ này đều làm bằng gỗ sồi hết nha quý anh chị ha. Đây. Căn nhà này tất cả các cửa phòng ngủ đều làm bằng gỗ sồi. Khu vực đây là khu vực phòng ngủ phía trước của căn nhà mình, phòng ngủ số 1. Bên kia là hướng ra ban công nha quý anh chị. Cái cửa ngoài ban công kia là cửa nhôm kính sinh pha ha. Rồi, còn đây là phòng ngủ phía sau của mình, phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai trên lầu 1. Về cơ bản thì tất cả các cái phòng ngủ này giống nhau nha quý anh chị, với diện tích thì nó cũng tương đồng nhau ha. Đấy ha, rồi. Bây giờ mời toàn thể quý anh chị mình cùng di chuyển lên trên lầu 2 của căn nhà này. Đây là cái giếng trời ở giữa cầu thang này quý anh chị, lấy sáng ha. Rồi nhà này thì có 2 lầu thôi, thì bây giờ em sẽ quay luôn cái lầu 2 này cho quý anh chị mình xem. Trên lầu 2 này cũng sẽ có 2 phòng ngủ nha quý anh chị. Một phòng ngủ trước và sau. Đây phòng ngủ phía sau của căn nhà này. Hiện tại thì căn nhà này đang được chào bán với mức giá chính chủ là 5 tỷ mốt nha quý anh chị. Và mức giá này thì còn thương lượng chính chủ và có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị mình nha. Nhà thì có sổ sẵn, sổ thì đã được hoàn công luôn rồi. Nếu quý anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình xem nhà và xem giấy tờ sổ sách pháp lý liên quan về căn nhà nhé. Giờ đây khu vực nhà vệ sinh trên lầu 2 của mình, nó cũng giống như ở phía dưới nha quý anh chị. Đây là phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Chỗ khu vực phòng ngủ này thì mình có thể làm phòng thờ nếu mà quý anh chị mình có nhu cầu làm phòng thờ ha. Đây là phòng ngủ ở phía ngoài trên lầu 2. Và đây là một căn nhà mà được thiết kế xây dựng 1 trệt 2 lầu, nằm trên mặt tiền của một con đường thông tại khu vực phường Tân Phú, quận Chín Cú ngày xưa và nay là thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Một con đường gần với đường Cầu Xây, gần với đường Hoàng Hữu Nam, chỉ trong vòng bán kính khoảng tầm 3 đến 400m cho quý anh chị. Một con đường thông và mức giá của căn nhà này là 5,1 tỷ, giá này là giá chính chủ nha quý anh chị. Còn thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng đầy đủ nếu như mà quý anh chị mình có nhu cầu ha. Rất là cảm ơn quý anh chị mình đã quan tâm và cùng đồng hành với bên em để xem hết tất cả các cái video của bên em. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu mua bán bất động sản khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Di An và khu vực thành phố Thuận An thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình một cách tốt nhất ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo.